cúng tổ xong rồi chúng ta sẽ đi bơi người cá tiếp tục. Hôm nay là chủ nhật, sự kiện người cá kéo dài thứ bảy chủ nhật luôn. Chúng ta sẽ có buổi chụp hình. Gọi cho ông chi? Người cá Kevin. Muốn nói gì với mấy bạn không? Sao hiền vậy, giờ không muốn nói gì với mấy bạn hả? Hôm nay bạn người cá Kevin sẽ mặc một bộ đồ tiên cá mới tên là Thanh Long. Chỉ là chú đi ra ngoài cũng bằng cái góc từ đầu đường tới cuối đường. Wow, spa luôn, ba dễ thương quá. Rồi chúng ta đến đây chúng ta cúng tổ nha. Không được vô phòng mèo nha, mấy cưng đi ra hết nha. Con này là con kia nó mới đẻ. Đi ra nhanh lên Ben, thầy gọi kìa. À con này là con mèo. Mèo mũi ngắn. Mèo của Anh Quốc á. Bỏ xuống đi, bỏ mèo xuống. Đi ra nhanh lên. Đi ra. Hèn chi nghe cái mùi phòng này đó. Đi ra nhanh lên. Tai bự nữa kìa. Tai nghe rõ không tai? Rồi được rồi, đi ra cúng tổ nhanh lên. Tai nghe rõ không? Nhanh lên. Chào em. Đây là những diễn viên nhí không ha? Sao mệt? Em chỉ khó ăn uống chút đi tai. Tại em á cần ăn nhiều, có nhiều năng lượng. Kevin lên luôn rồi hả? Trái cây em mang lên chưa? Lên tới đây là đỉnh luôn rồi nè. Nó kìa, mày tạt bò rồi. Dạ chào. Tươi ha. Cũng tổ ha. Và Alice Nelba là chỗ thầy dạy nghệ thuật của mấy bé. Thì mấy bé mà muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì mấy bé cần phải đẹp. Và thầy đã mở ra luôn một cái spa để làm đẹp cho các bé các bạn ơi. Và bây giờ các em biết cái chương trình này là để làm cái gì không nè? Trời ơi, chương trình dưỡng da và dưỡng móng tay móng chân nè. Bơm đột ngột hả? Không, dưỡng da thôi. Đâu, tôi test da coi. Tôi test da bằng mắt. Trước da mặt này rồi. Da ngăm ngăm mà nó cũng đẹp, mịn. Có mấy cục mụn lần này nè. Phải không, phải không? Lại cần hút mụn. Có một mụn lăn. Nó lại cần. Ủa, da mặt bạn này thì quá mịn rồi đúng không? Bạn này là cần dưỡng mịn rồi, mình dưỡng cho nó mịn hơn. Ủa này ơi, này phải mụn không? À không phải, da cái này là da mà đi bơi biển bây giờ nó đang chóc chóc rồi đúng không? Da nó có chỗ trắng, chỗ sáng, chỗ tối, cần dưỡng da luôn. Rồi bây giờ chương trình cúng tổ của người cá Tai Benjamin. Đợi máy quay phim em quay cho bè. Để bài hết chưa? Mẹ em lên đi. Hôm nay Tai cũng tổ nha, vô ngành điện ảnh luôn nha. Còn Ben là quá quen rồi. Rồi mời các bạn lên nấc thang danh vọng, con đường này thẳng tiến đến tương lai tươi sáng, đến tầng cuối cùng là nổi tiếng luôn á, mà là sẽ rất là mệt mỏi đó nha. Đúng rồi, ai đi diễn mệt lắm á nha.
thì người thường sẽ mệt, nhưng mà người cá lên tới tầng cuối cùng vẫn khỏe re chắc chắn luôn. Người cá khỏe quá mà, diễn hoài không mệt, giống như Ben à, đúng không? Ben lên tới tầng cuối Ben thấy bình thường đúng không? Thì không, rồi coi Ben lên tới tầng cuối Ben có mệt không nha các bạn, hay là Ben thở hổn hển ha. Đó, tôi đã cảm nhận hơi thở của Ben nặng hơn rồi đó, tim Ben bắt đầu đập mạnh hơn một chút rồi đó, đúng không Ben? Ồ oh. Lên đường rồi, cảm ơn mấy anh chị rồi, bye bye. Dạ con chào tổng mấy cô chú.